Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng kênh YouTube Thế Giới Di Động. Nếu như các bạn đang có một số tiền nhỏ mà cụ thể là có dưới 6 triệu thôi mà lại đang cần một chiếc máy tính bảng có màn hình to, thiết kế đẹp, hiệu năng ổn định để mà có thể giải trí sương hoặc là để có thể thực hiện những cái công việc hàng ngày chẳng hạn, thì đây chính là video mà bạn cần xem. Bởi vì ngày hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu một chiếc máy tính bảng như thế, một chiếc máy tính bảng rất ngon của nhà Nokia. Đó chính là chiếc Nokia Tab T20 bản Wi-Fi đang được bán độc quyền tại Thế Giới Di Động. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá, đánh giá nhanh chiếc máy này các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về cái thiết kế của chiếc máy này. Máy có thiết kế đơn giản với chất lượng bền bỉ chuẩn châu Âu. Vì thế việc cầm nắm trên tay không hề có cảm giác bị ọp ẹp. Bốn góc máy thì đều bo tròn. Phần cạnh máy có độ dày vừa phải, giúp việc cầm nắm dễ dàng và thoải mái hơn. Mình cầm nắm làm việc cả buổi đây mà cũng không thấy quá mỏi hay là cảm giác cồng kềnh khó chịu gì cả. Điểm mình khá ưng đó chính là cổng tai nghe được làm ở một góc như thế này, cho nên khi cắm tai nghe và mình cầm nắm thì cũng cảm thấy thoải mái hơn, không bị cản trở khi sử dụng. Máy được trang bị hai loa nằm ở hai cạnh và ở phía trên, khi cầm nắm thì cũng không bị che. Âm thanh cũng rất to và trong trẻo nên khi chơi game hay xem phim thì đều bá cháy. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng vì đây chỉ là một chiếc máy tính bảng ở phân khúc tầm trung, cho nên cái phần thiết kế ở màn hình cũng sẽ không có gì quá đặc biệt. Máy sẽ có các phần viền hơi dày một tí và không có tràn viền như là những máy cao cấp. Tuy nhiên không gian hiển thị thì vẫn rất là lớn, cho chúng ta một khả năng trải nghiệm tốt. Màn hình của máy có kích thước lên đến 10,4 inch, độ phân giải là 1200x2000 pixel và được sử dụng tấm nền là IPS LCD. Chất lượng hiển thị ở màn hình này thì có thể cho là tốt ở trong tầm giá. Máy có độ sáng cao, hiển thị chi tiết tốt, nhìn kỹ cũng không thấy bị rỗ màn hình. Chính vì thế cho nên là bạn nào muốn dùng máy này để mà mình xem phim này, hay mình chơi game, làm việc, hay là kể cả như bây giờ mình đang đọc kịch bản ở trên cái máy này thì cũng cảm thấy là cực đã, nhìn nó rất là rõ luôn. Và tất nhiên là một chiếc máy tính bảng thì phần hiệu năng cũng rất là quan trọng, đặc biệt là với chiếc máy này khi đang được sử dụng một con chip là Unisoc T6108 nhân, một con chip mà cũng khá phổ biến trong thời gian gần đây. Máy sẽ cho chúng ta phản hồi khá là mượt mà, tuy nhiên nó sẽ không quá nhanh mà vẫn mất một tí thời gian để mà loát, tầm 2-3 giây. Thao tác bấm mở app hay là đóng app thì cũng rất ít tình trạng bị giật lag. Mình dùng máy này để làm việc thì cứ phải nói là vô tư, chuyển tab qua lại cũng không hề bị đứng. Với mức hiệu năng này, máy nhanh nhẹn hơn trong các bước thao tác, tối ưu hơn. Máy có thể giải trí nhẹ với các tựa game phổ thông như là kiểu Asphalt. Còn game nặng thì bữa sau mình sẽ test kỹ hơn. Bạn nào mà quan tâm nhớ đón xem video đánh giá chi tiết nhé. Ở máy thì sẽ có một cam sau là 8 megapixel và một cam trước là 5 megapixel. Nói chung là với những chiếc camera ở trên máy tính bảng thì chúng ta không nên quá kỳ vọng nhiều vào nó. Nó sẽ không thể chụp đẹp như là ở trên điện thoại hay là trên những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Thế nhưng nói chung là mình chụp lặt vặt hay là kiểu để xem tài liệu, chụp tài liệu gì đó thì vẫn khá là ok. Điểm nổi bật nhất chắc có lẽ là ở viên pin của máy khi mà dung lượng cực cao lên tới 8200 mAh. Máy còn hỗ trợ sạc nhanh tối đa lên đến 15W. Pin hơn 8000 mà máy vẫn rất là mỏng, nhẹ. Cầm nắm thì vừa tay và thoải mái, thỏa sức dùng cả một ngày cày phim mệt nghỉ luôn. Và với phiên bản Wi-Fi đang được bán độc quyền tại Thế Giới Di Động thì mình nghĩ rằng đây chính là một chiếc máy đáng mua. Còn nếu mà bạn nào muốn nâng cao hơn tí nữa, mình sử dụng cái bản 4G thì Thế Giới Di Động cũng có luôn lựa chọn đó cho các bạn. Và nếu mà các bạn quan tâm tới những thông tin về sản phẩm này, về chiếc máy tính bảng Nokia Tab T20 thì hãy lên ngay trang web Thế Giới Di Động để nhận được nhiều hơn những thông tin chi tiết nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này và cũng như là đã cùng mình đánh giá nhanh, khám phá về chiếc máy tính bảng này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tới.